Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi chào đón các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ vào một cái chủ đề, đó là cái cách làm như thế nào để chèn cái nút đăng ký kênh, kêu gọi đăng ký kênh hay là kêu gọi like, share cái video của các bạn. Khi mà các bạn đăng lên YouTube thì các bạn thấy là có rất là nhiều những cái video người ta chèn thêm những cái nút mà kêu gọi đăng ký kênh, nhấn chuông hay là like share video của các bạn đó. Thì cái cách làm như thế nào và dùng cái ứng dụng nào để chúng ta có thể thực hành nó trên ngay trên điện thoại của các bạn một cách đơn giản nhất, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách chèn những cái nút như thế vào trong cái video. Khi mà các bạn biên tập video để up lên á thì nó sẽ sử dụng như thế nào và có đơn giản hay không, thì mình sẽ chọn cho các bạn cái cách làm nhanh gọn và đơn giản nhất, rất là dễ làm, ai cũng có thể làm được ngay trên chính cái điện thoại của bạn. Và ở đây thì mình dùng cái điện thoại là iPhone. Mình đang hướng dẫn các bạn sử dụng trên iPhone nhé. Đó, thì đó, các bạn thấy các biểu tượng không? Đó, rất là nhiều cái biểu tượng này. Đó, subscribe, like, share. Rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là nó sẽ làm như thế nào nhá. Đầu tiên thì các bạn mở điện thoại của các bạn lên và các bạn vào Google. Và các bạn đánh cái từ khóa cho mình là Pizabay. Đó, Pizabay, và các bạn bấm vào cái trang web của nó này, pizabay.com. Rồi sau đó thì nó sẽ hiện cái giao diện này ra, các bạn gõ vào cái phần kính lúp này, tìm kiếm từ khóa là subscribe. Và cái chỗ ảnh này này, bạn chọn là tìm cái video, cho nên bạn chọn video. Rồi nó sẽ ra đây rất nhiều cái hiệu ứng ở cái video, thì các bạn thích cái nào thì các bạn download nó về và các bạn sử dụng thôi. Đó, đó, cái này hiệu biểu, cái này là cái mà sử dụng được sử dụng nhiều nhất, thì các bạn bấm vào. Sau đó nó có chữ tải về miễn phí, bạn bấm tải về và chọn cái, bạn chọn cái dung lượng nó lớn nhất đi thì nó sẽ sắc nét nhất, bạn bấm vào và bấm tải về. Bấm tải về thì nó sẽ tải về đâu đó, các bạn khi bạn bấm xong tải về thì nó, các bạn sẽ ra cái đây, nó sẽ tải về trong cái tệp của bạn, bạn bấm vào tệp thì cái mà các bạn mới tải về nó sẽ ở đây hết. Đó, đây là những cái mình đã tải về rồi này. Và mình khi mà tải về ở đây thì nó sẽ chưa có ra cái phần trong thư viện của các bạn đâu. Các bạn phải bấm vào cái video mình mới tải đó. Sau đó thì bạn chọn vào đây. Cái bạn chọn vào cái biểu tượng mà có mũi tên này, bấm vào. Kéo nó lên và chữ lưu video thì bạn bấm vào lưu video. Sau đó thì nó đã tự động hiểu là nó đã lưu video ra cái phần mà camera album ảnh của các bạn rồi, các bạn vào an phần album ảnh của mình xem. Đó, thì cái đây 10 giây cái mới nhất của mình mở ra xem có đúng là cái đấy không. Đó, đó là cái mà mình mới tải về đó. Đó, thì cái bước là nó như thế. Tất cả các bước nó đều là cái thao tác đơn giản. Ví dụ như bạn muốn chọn cái video khác thì bạn tiếp tục chọn thôi. Đây nó có, sẽ có rất nhiều cái video cho các bạn lựa chọn. Ví dụ mình chọn cái này đi, bấm vào. Bạn chọn có thể nền đen hoặc nền xanh. Cái nền nào một màu á, thì khi bạn ghép vào nó sẽ mất cái nền đi và nó sẽ chỉ còn cái chữ này thôi. Ví dụ mình chọn cái nền đen này đi, bấm vào. Sau đó thì bấm tải về miễn phí. Rồi chọn cái dung lượng là lớn nhất và bấm tải về. Đó, thì tải về thì các bạn cứ bấm tải về thôi. Đó, cái nền đen này đúng không? Các bạn sẽ sau khi tải về xong thì bạn vào đâu? Vào trong cái tệp. Đó, thì nó đã ra đây rồi này, bạn thấy không? Nó có cái màu đen này ra đây rồi này. Đó, thì các bạn bấm vào.
có đúng là cái đấy không? Đó, đó thì nó đã ra đây rồi, và bắt đầu các bạn save về album của mình thôi. Bấm vào cái nút mũi tên xuất ra này, xuất ra, và chúng ta chọn là lưu video. Lưu xong rồi tự động nó lưu vào cái phần album ảnh của các bạn, quay về album ảnh xem có chưa. Đó, thì bây giờ nó đã ở đây rồi, 10 giây mở lên xem. Đó, thì nó đã ra đây đúng không? Sau khi mà chúng ta đã lựa chọn được những cái video mà có những cái chữ chúng ta mong muốn rồi, thì bây giờ cách ghép nó sẽ như thế nào? Các bạn sẽ sử dụng cái ứng dụng là KineMaster. Đây là cái ứng dụng mà được rất nhiều vlog người ta, các bạn YouTube rất là sử dụng, rất là đơn giản, dễ dàng và phù hợp nhất với các bạn, rất dễ sử dụng thôi. Cái này mình đã có một cái video hướng dẫn về cách sử dụng cái phần mềm KineMaster này rồi. Bạn nào mà chưa coi thì mình sẽ để cái link của cái video đó của mình ở phía dưới cái phần mô tả, thì bạn có thể nhấp vào đó để coi lại cái cách sử dụng nó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái cách mà chèn cái nút subscribe vào bằng cái công cụ KineMaster này luôn nha. Ngang cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi các bạn, bây giờ các bạn tạo mới này. Chọn cái khung là quay ngang thì là 16:9, dọc thì là 9:16. Thì ở đây mình quay ngang cho nên mình dùng 16:9. Rồi bạn bấm vào chữ tiếp theo. Và các bạn chọn một cái video của các bạn muốn chèn đi. Chẳng hạn mình chọn một cái là cái khui sầu riêng này đi. Đó, thì ở đây các bạn bắt đầu chèn vào, xong ok rồi. Thì bạn muốn chèn cái nút subscribe vào khúc nào thì bạn bấm vào lúc đó. Ví dụ ngay khúc đầu này mình chưa muốn, mình đến cái phút là 4 phút đi, thì bắt đầu mình muốn chèn cái nút subscribe đó vào đây. Thì các bạn vào cái chữ lớp đó, và bạn chọn là cái media, và bạn chọn vào tất cả này. Đó, thì những cái mà bạn mới tải về đây nó ở trong này. Đây, đó, nó sẽ vào cái album, cái mấy cái video mà các bạn đã mới tải về đó. Thì bạn chọn, chọn vào đây. Và bạn thấy cái nền xanh này và cái chữ này nó còn cái nền. Bây giờ bạn muốn xóa cái nền đi thì rất là đơn giản thôi. Bạn nhìn sang cái thanh công cụ bên này và bạn chọn, kéo lên, chọn cho mình cái ghép nền. Bấm vào, bấm vào, và các bạn là cái màu chủ đạo là màu xanh nó sẽ bị mất đi, và các bạn bật lên. Đó, thì cái màu xanh tự động nó đã biến mất và các bạn chỉ còn cái chữ này thôi. Sau đó thì các bạn muốn kéo cái chữ này nó đi đâu, bạn bấm lấy con tay di con trỏ vào và kéo đi. Mình để ở góc này chẳng hạn. Đó rồi, ok. Xong các bạn xem lại xem. Nào, đây. Đó. Đó. Thì đó, như vậy. Đó, các bạn muốn chèn cái vào khúc nào nữa thì các bạn chèn, ví dụ đi coi được một đoạn rồi thì chúng ta lại tiếp tục, và muốn chèn thêm vào cái đoạn tiếp theo thì chúng ta lại bấm vào và chọn lại cái thao tác lúc nãy thôi, vào lớp này và vào media này, đó, vào tất cả này. Rồi đó, các bạn chọn cái hiệu ứng nào các bạn muốn, ví dụ chọn cái 07 này đi. Rồi bạn bấm vào và tự động nó nhảy ra đây, nó nhảy ra đây. Và bây giờ chúng ta muốn xóa cái nền xanh thì chúng ta lại vào ghép nền. Đó, ghép nền bên này, bạn mở vào và bật cái ghép nền này lên thôi. Đó, thì cái nền nó đã mất rồi. Và bây giờ cái chữ này chúng ta muốn đặt ở đâu thì chúng ta đặt. Ví dụ mình muốn đặt trên này đi, đặt góc bên trái bên phải gì đấy, mình muốn qua bên trái này, đặt vào đây. Rồi ok. Cái nền này thì chúng ta có thể chỉnh sửa, ví dụ như bạn thấy không, cái viền màu đen này này nó còn ở đây, thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái đó và chọn là cái cắt bớt. Đó, bạn có thể cắt bớt nó đi để không còn thấy cái viền màu đen nó nữa. Đó, rồi ok, xong. Và cái này nó bị ẩn đúng không,
bạn vào cái chỗ ghép nền lại và bạn kéo sao cho nó sáng tối này, cho nó hiện cái tay cho nó sáng lên đó, vào cái nền này đó. Bạn có thể điều chỉnh ở hai cái thanh bên này sao cho nó đẹp nhất so với cái bạn muốn. Rồi bạn kéo nó đặt vào góc bên trái và chúng ta xem chạy video này đó. Thì rất là đơn giản thôi, chúng ta cứ thế làm các bước nó thao tác như vậy đó, thì chúng ta đã được hai cái rồi. Và bây giờ chúng ta muốn kêu gọi like share chẳng hạn thì chúng ta tiếp tục là bấm vào đây và bấm vào lớp. Mấy cái thao tác nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi và bạn sử dụng rất là đơn giản đó. Thì chúng ta sẽ chọn đây đó, thì chúng ta cũng làm các bước tương tự vào cái chỗ mà ghép nền và bật lên thôi. Con rơi này nó sẽ bay từ từ ra. Bạn muốn kéo to kéo nhỏ thì bạn cầm rồi kéo lớn kéo nhỏ đó, và kéo xuống. Bạn muốn để nó ở đâu, để giữa chẳng hạn thì bạn cứ để thôi. Và ok, chúng ta sẽ xem lại đó, rất đơn giản không ạ? Thì các bạn cứ thao tác như thế đi và chúng ta sẽ có được những cái nút kêu gọi hay là nút subscribe và chúng ta sẽ làm rất là nhuần nhuyễn nhé. Và bây giờ thì chúc tất cả các bạn thành công và nhớ đăng ký kênh nhé để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả mọi người.